kênh Nguyễn Hòa Kiển xin chào bà con. Hôm nay mình có trở lại nhà vườn chú Thừa, rất là quen thuộc với những clip trước nha bà con. Thì hôm nay chú giao lưu chia sẻ đến bà con những cái cây bông trang cam Đài Loan rất là lớn vậy nha bà con, và những cái cây giống cây lứa của nhà vườn của chú. Thì bà con hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của nhà vườn ở phía dưới màn hình ha. Chú Thừa thì người mới của kênh cho nên là còn rất là ngại nha bà con, mọi chi tiết bà con cứ liên hệ, bà con thông cảm cho chú ha. Người rất mới rồi, chào chú ơi. Chào bà con, con mới con trang cần bán rồi. Rồi mình vô cái cây đầu tiên đi chú ơi. Cây này là con đầu tiên là cây giống, là cây trang sen xưa, sen đào xưa bán ba chiếc là con giá 15 ngàn. Rồi chú đo sơ sơ đi chú, cây cao thì cây cao khoảng 50 cm. 15 ngàn là bao ship với cái đơn hàng mình bao nhiêu? Đơn hàng đó là 150 ngàn trở lên. 150 rồi, như đợt trước. Sen đào xưa. Cây giống thứ hai, Pháp Hường. Pháp Hường là ta cũng 20. Giá 30 ngàn. Rồi. Đây là cây Phụng Quang Lửa. Phụng Quang Lửa. Và cũng 40. Giá 50 ngàn. Đây là cây cũng hoàng cam. Cũng hoàng cam. Giá cũng 40. Giá cao 40, giá cũng 50 ngàn. Đồng giá 50 không ha. Rồi, tiếp theo, cây đỏ nhung lá cẩm thạch. Đỏ nhung lá cẩm thạch. Cao cũng cỡ 2 tấc. 2 tấc. 50 ngàn. 50 ngàn luôn. Đây là cây phụng hoàng kim. Cao cũng cỡ 40. Này cây phụng hoàng cam mà chú ơi. Cây này cây phụng hoàng cam. Cam. Cây nãy cây kim. Cũng là phụng hoàng cam luôn. Nhưng mà thôi kệ đi, cái kích thước cứ vậy đó. À. Giá là sao? Giá cũng 50 ngàn. 50 ngàn luôn. Tím sen Vĩnh Châu. Tím sen Vĩnh Châu. Cao cũng có 2 tấc mấy, giá cũng 50 ngàn. Rồi. Tiếp theo là cây mỹ vàng lá sắn. Mỹ vàng sọc lá sắn. Cao cũng 3 tấc, giá là 50 ngàn. 3 tấc, giá 50 ngàn luôn. Đây là cây trang. Này là tàu vàng. Tàu vàng. Giá 15 ngàn. Cây cam Đài Loan. Giá 10 ngàn. 10 ngàn. Chú khỏi đo luôn ha. Khỏi đo luôn đi. Đây mỹ vàng. Mỹ vàng. Giá có 15 ngàn. Tàu đỏ. Tàu đỏ. Tàu đỏ cũng cao 40 hả? Giá cũng 15 ngàn. 15 ngàn. Đơn hàng 150k. Chú sẽ bao ship. Đây là một cây trang trắng lá chung có sọc hồng. Trắng lá chung. Cây sọc hồng lăng tăng ha. Rồi giá sao chú? Giá cũng 15 ngàn bao ship. Bà con nào mua đơn hàng 10 cây thì bao ship. Tiếp theo là đây là một cây phụng hoàng kim. Phụng hoàng kim. Cây này có tàn. Dán lùng lực. Đang búp nè. Búp nụ luôn. Cây này thì cái hoành gốc nó bằng gần bằng ngón trỏ của mình. Hoành này cỡ khoảng 3-3.5. Tàn tròn ẩm. Rồi, cho giá luôn chú ơi. Cây này bán cho bà con mình là giá 200 ngàn. 200 ngàn, rồi. Phụng hoàng kim. Rồi, thêm một cây phụng long châu. Phụng long châu. Đột biến từ phụng hoàng cam. Cây này cao khoảng 1.5 tấc. Rồi, giá luôn chú ơi. Giá 100 ngàn. 100 ngàn. Tiếp theo, cây mỹ cam. Cây mỹ cam. Rồi. Cao khoảng 6 tấc, giá sao đây? 10 ngàn. 10 ngàn luôn. Rồi tiếp theo là mình có một số cây lớn. Cây bông trang lớn ha. Cam Đài Loan. Rồi cây số 1. Đài Loan. Đo chiều cao luôn đi chú. Đây là cao
thoát thân này có khoảng 3 tấc rưỡi, tính 3 tấc thôi. Rồi, thoát thân 3 tấc có trên. Hoành này là hoành cỡ khoảng 6. Được rồi chú. Hoành này 7 hơn chút xíu. Rồi, cây mã số 1, cây thứ nhất. Cây mã số 1. Bán tiếp rồi, con là giá 250.000 bao ship. 250.000 bao ship. Rồi, tiếp tục cây số 2. Vẫn như những đợt trước, đơn hàng 150.000 chú bao ship nha bà con. Mã số 2. Cam Đài Loan. Ừ, kéo cái thước đo cái đi chú ơi. Dưới cái tàn luôn. Hào hào đi. Cái này là cũng cao là 1 mét. 1 mét bàn ngang luôn. Bàn ngang là 80. Rồi. Vậy được rồi. Hoành gốc này bự hơn ngón tay cái, dưới này có cái củ nha bà con. Thoát thân thì khoảng từ đây lên đây khoảng 2 tấc. Rồi, cây mã số 2 này giá sao đây chú? Mã số 2 này có giá 200.000. 200.000 cái tàn tròn vo. Tiếp theo mã số 3. Cũng là cam Đài Loan. Cây này tương tự như cây vừa rồi, tàn tròn hơn. Kéo chiều ngang đi chú. Cây này á chiều ngang cũng 80. 80. Rồi, chiều cao. Cao 80 luôn. 80 luôn. Rồi tàn tròn luôn nha bà con. Nè. Rồi, cho giá luôn đi chú ơi. Cây này là cũng mã số 3 là giá cũng 200.000. 200.000 luôn. Cây này một cặp với cây vừa rồi ha. Tiếp tục. Cây mã số 4. Rồi, đo luôn chiều cao luôn đi chú ơi. Số 4 chiều cao cũng 1 mét. 1 mét. Tán cũng 70. Tàn ngang 70, hơn cây vừa rồi. Thoát thân này khoảng 1 tấc rưỡi. Hoành chỗ này là khoảng 7-8. Bự hơn ngón tay cái. Rồi, cho giá cái này luôn chú. Giá chứ bà con mình là 200.000. 200.000, cây này rất là rẻ ha. Rồi, tiếp tục. Cây số 5. Tiếm quay mặt lại con nè. Tiếm bưng cây xuống, tiếm quay mặt lại con. Rồi, tiếp tục cây số 5. Cũng cao 1m1. Cây này có đang có búp luôn nha bà con. Tàn ngang luôn. Tàn ngang khoảng 70 đi, đúng rồi. Cũng cỡ như cây hồi nãy. 70. Cây mã số 5 này cũng giá 200.000. 200.000 luôn. Hoành gốc cũng như mấy cây gì rồi, cũng cỡ lứa lứa một nha bà con. Tàn nó đặc hư. Rồi, tiếp tục cây số 6. Đúng rồi, cây số 6 cái tàn tùm lum. Cũng cao 1 mét. Cao 1 mét. Tàn 90. Tàn ngang 90, tròn vo luôn, xây nhẹ nhẹ cái chút. Đó, tàn tròn đều, đều rang luôn nha bà con. Thì hoành gốc cũng cỡ khoảng 7-8, thoát thân khoảng chừng 2 tấc. Rồi, cây mã số 6 này thấy số 200.000 luôn. Giá 200.000. Bao ship luôn nha bà con. Tiếp tục mã số 7. Lô cây này nó na ná nhau. Cũng cao quá, 90. Cao 9 tấc ha, tàn ngang. Tàn ngang cũng 70. 70, rồi. Cây này hiệu hoành ở trong này, cái gốc nó, cái củ nó bự hơn nha bà con. Khoảng cỡ 8-9. Thì đốt thân có khoảng chừng tấc rưỡi luôn, tấc rưỡi 2 tấc. Giá sao đi chú? Cây mã số 7 này cũng giá 200.000. 200k. Rồi. Bao ship cho bà con. Bao ship tận nhà không phát sinh thêm phí nào nữa ha bà con ơi. Rất là ok. Tiếp theo cây mã số 8, cây đang búp nè. Cây này cũng cao là 90. Cao 9 tấc. Tán ngang là 80. Cây này tàn rộng hơn xí ha, rộng hơn cây kia nãy. Thoát thân cũng 2 tấc mấy. Thoát thân khoảng 2 tấc 2. Dưới này thì nó cái củ bự hơn. Hoành khoảng 7. Rồi mã số 8. Mã số 8 này cũng 200.000. 200.000 luôn. Đồng giá. Tiếp tục cây mã số 9. Đây là cây mã số 9. Thoát thân hết một cốt. Cái này là 1m1. 1m1, cây này cao hơn xí ha.
2070. Sáng 2070. Đây quanh gốc thì cũng như hồi nãy, cũng khoảng 78. Không cần lên tới trên đây khoảng 2 tấc hơn. Dài lên đây thì cao hơn xíu nữa. Rồi, cây này giá sao chú? Cây này là giá 250 ngàn, cây mã số 9. 250, cây mã số 9. Thoát thân bà con vậy có thể tỉa lên cho nó cao hơn nữa. Rồi, xuống cây đi chú ơi. Tiếp tục mã số 10. Thoát thân sạch tàn tùm lùm. Đặc biệt Mỹ, đặc biệt cam này lon bông rất là to nha bà con, cánh dũm. Cây này cũng 1 mét. Cao 1 mét. Rồi tàn ngang luôn. Tàn ngang là cũng 90. Cao 1 mét, tàn ngang 90, thoát thân sạch khoảng 3 tấc. Đây, bằng bự hơn của tay cái của mình, hoành khoảng 7-8. Rồi, giá sao chú? Giá cũng 250 ngàn. 250, cây này tàn tròn ha, tàn tròn đều tứ diện luôn. Cây bị mới bứng này cũng bông nó hơi không được tốt không bà con, bị mới bứng vô bị hơi sốc chút. Rồi, nhà vườn mới chưa quen bà con ơi, cái cây bông trang thì nó tuổi thọ rất là cao, độ bền cây nó rất là khỏe. Tiếp tục mã số 11, vẫn là cam Đài Loan. Một mét. Một mét. Tán 80. Tán ngang 80 luôn. Cây đang có búp nụ ha, chuẩn bị nở. Trên này cũng vậy luôn, có bắp hoa hết rồi. Đó. Rồi cây này tàn tròn, xây nhẹ nhẹ cái chú. Mã số 11. Cây này tàn tròn đều luôn ha. Hoành gốc thì cũng khoảng như hồi nãy, khoảng 7-8, thấu thân khoảng 2 tấc. Rồi mã số 11 này thấy 200 ngàn luôn. Rồi cái này cũng bán giá 200 ngàn. 200k. Tiếp tục mã số 12. Số 12 cây này là chân dài nha bà con. Cây cao 1m3. Tán ngang 80. Khó khăn chỗ này là khoảng 3 tấc mấy ha. Chú đo thử coi. Khó khăn đó là 4 tấc 3 tấc mấy ha. 3 tấc mấy. Hoành chỗ này cũng khoảng 7-8. Cây cao 1m3. Cây mã số 12 này cũng giá 250 ngàn, 3 ship cho bà con. Rồi. Ok. Tiếp tục cây mã số 13. Cây đang có bông luôn bà con ơi. Cây này cũng cao chân dài luôn ha. Một mét ba luôn. Đo tàn ngang luôn chút. 80. Tàn ngang 8 tấc. Thoát thân thì khoảng 3 tấc mấy. 3 tấc. 7. Hoành thì khoảng cũng khoảng 8, từ 8 7-8 đó nha mọi người. Cây cao chân dài 1m3. Rồi, cho giá luôn chú ơi. Cây này cũng bao ship cho bà con mình là 250 ngàn. 250k. Rồi, tiếp tục cây mã số 14. Cây này bứng cái bầu hơi nghiêng ha. Cây này một gốc như tàn thông luôn bà con ơi. Một mét ba luôn. Rồi đo cái tàn ngang đi chú. Tàn ngang 70. 70. Rồi quanh gốc thì cũng vậy luôn ha. Quanh này có khoảng 8 hơn, 8-9. Thoát thân 30. Thoát thân 30. Rồi giá cây này sao đây? Giá cây này cũng 250 ngàn. 250 ngàn bao ship cho bà con luôn. Đó, cái cây cao giót đọt nha bà con. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo chú ơi. Cây tàu vàng. Cây này bị sốc rồi, bứng vô không quen bị sốc. Rồi, chú đo tàn ngang với chiều cao luôn đi chú. Tàn ngang 9 tấc, chiều cao luôn. Chiều cao nó 60.
đó, 10 cây này một cốt lùng lực nha. Một cốt chỗ này đây, cốt chỗ này khoảng 7-8 nha bà con. Tàu vàng kiếm cây bự gì nè cũng hơi khó. Vàng tròn ẩm, vàng tròn như trái banh vậy đó. Rồi cho giá cái này luôn đi chú ơi. Cái này mình cũng bán cho bà con, mình bán ship giá 200 ngàn. 200k cho mã số 15 tàu vàng. Rồi tiếp tục mã số 16 rồi, cam Đài Loan. Một mét ba, bán ngang 70 cam Đài Loan. Cam Đài Loan à, cái bông nó rất là đậm màu luôn nha bà con, bông nó cánh dũm, có cái nằm cánh luôn. Đó. Cây này một cốt khóc hơn khoảng 3 tấc hơn ha, hoành chỗ này khoảng 7-8 luôn, khóc hơn sạch bon, thân giót đọt luôn. Rồi giá 10 cây 16 đó, cũng giá 250 ngàn bao ship cho bà con. Đến tận nhà cho bà con, không phát sinh thêm phí nào nữa hết ha. Tiếp tục mã số 17 cũng là cam Đài Loan, vườn của chú chuyên cam Đài Loan luôn bà con ơi. Và cây giống thì rất là nhiều mẫu, rất là nhiều loại giống luôn. Cây lứa thì cam Đài Loan quá chừng. Cam Đài Loan này cũng là 1m2. 1m2. Giá ngang 80. Cây này cũng một cốt ha bà con, thoát thân khoảng 3 tấc thì chỗ này hoành từ 8-8.5-9 nguyên trên 7 đó. Một cốt thoát thân tới đọt luôn. Rồi cây này giá luôn chú ơi, giá cũng 250k. Rồi mã số 17 250k. Tiếp tục cây mã số 18 cũng vẫn là cam Đài Loan. Cây này bứng bầu hơi nghiêng nhưng mà cái tàn cây này là tàn thông à, cũng là cao 1m2. Đây còn cầm thước cho. Rồi 80, tàn ngang 80, cây đang có bông ha bà con. Rồi cái này là một cốt thoát thân khoảng 4 tấc, thoát thân cao hơn mấy cây thì từ hồi nãy một xíu, hoành thì cũng khoảng từ 8 trở lên. Rồi giá luôn chú ơi. Cái này cũng giá 250 ngàn. Cây tàn tròn ha. Rồi lên cây mã số 18 250 ngàn. Tiếp tục cây mã số 19. Cây mã số 19 này bà con ơi, búng cái bầu nó được ngay dững, mình khỏi có dịnh. Cây này nó cũng rất là đẹp nè, chắc hơn 1m3 quá. Rồi cây này hơn 1m3. Cây đó 1m4 luôn. Cây này được 1m4 tàn ngang luôn chú ơi. Rồi cây này tàn ngang 70 ha. Đây cây này đẹp nha bà con, cây này thoát thân sạch từ đây lên đây là khoảng 3.5 tấc, lên tới dài lên này tới giót tới đọt luôn, cao 1m4, tàn tròn tứ diện, quay nhẹ cái luôn chú đó. Cam Đài Loan bông rất là xiên bông luôn, bông rất đậm đẹp, cánh dũm. Rồi giá luôn chú ơi. Rồi, cây này cũng 250 ngàn luôn. Ok, tiếp tục vẫn là cây cam Đài Loan. Một cây cam Đài Loan nữa. Cây này dáng lùng mà chi cành đều ha, chi cành đều tứ diện. 90. Tàn 90. Tàn chi ha. Chiều cao 90. Cao 90. Tàn 80. Tàn ngang 80. Cây này tàn tược bung đều luôn ha. Thoát thân chỗ này là khoảng 2 tấc, hoành chỗ này là khoảng 6 thôi nhiều con, 6-7. Rồi quen vòng luôn chú ơi. Quen vòng. Rồi cho giá cái này luôn. Cái này cũng giá 200 ngàn. 200k bao ship tận nhà cho bà con. Tiếp tục cái mã số 21. 21 là cây Mỹ cam. Cây này bứng ngoài vườn vô, cho nên là lúc bứng hồi trưa để vợ nó hơi bị sốc nha mọi người, nhưng mà yên tâm, những cái cây này nó mạnh lắm. Cây này cao 90. Cao 90 đó, cái tàn ngang tùm lum hả chú? Cái tàn cũng 90 luôn quá. Tàn này 1m. 1m luôn. Cao 90 tàn 1m. Tròn nha mọi người.
này bà con về mà con tàn đồ lại đẹp là mấy cái bông khô nó nè, con lại là nó sẽ đẹp hơn. Còn tại chú để ngoài vườn á, không có chăm sóc nhiều cho nên là nó hơi cằn cỗi một chút. Hoành chỗ này là 89 nha bà con, này có thể 10 luôn á chú đo thử coi. 10 ha, cái này còn cũ nữa nè. Pháo thân thì bán tất thôi bà con ơi, dán lùng lực rồi xen vòng với chú ơi, nó ràn tròn hu luôn á. Này dán bonsai là đúng thế luôn nha bà con. Rồi giá mã số 21 cây này á, giá là 240 ngàn. Bao ship rồi. Cho bà con mình, bao ship cho bà con luôn, thấy cái số luôn rồi chú ơi. Rồi lên cây mới tiếp theo vẫn là Mỹ Cam mã số 22. Rồi đo đi chú ơi. Được rồi, tàn cũng tròn cho như cây hồi nãy lặn cặp luôn á. 80. Chú soạn sẵn cặp ha, hay giao lưu nguyên cặp là có lý. Còn tán 90, cao 80 mà tán ngang 90, cây dáng lùng lực ha, tàn tròn rồi bà con ơi. Rồi dưới này thì cái chỗ này cái mấy cái này cái đế ha, ổ đế nó bung ra đây nè, đế chắc quái lắm. Quăng keo mình không có thấy rõ, cái này cũ này, chỗ này hoành khoảng 7-8. Những cũ này nở dưới này đế nha, đế chảy ra đây cái đây. Mã số 22. Mỹ Cam. 180.000. Cây này bao ship cho bà con luôn ha. Quá êm. Rồi, tiếp tục mã số 23. Mã số cuối cùng. Tàu đỏ. Bông đỏ rực. Tàu đỏ một cốt, cao 80, tán 70, tán ngang 70 ha. Này một cốt bà con ơi, hoành mấy đây? Một cốt được hoành được 8. Hoành 8, thân thân khoảng chừng một tấc đổ lại, tán tròn u. Rồi giá luôn chú ơi. Cây này giá là 200 ngàn, bao ship cho bà con. 200 ngàn. Rồi cây này là cây cuối cùng rồi ha. Rồi. Chú có nhắn gửi điều gì cho bà con ủng hộ vườn của mình không? Trước tiên nói chung là clip là cũng chân thành cảm ơn những bà con vừa qua đã ủng hộ chia sẻ với mình đó, bán được một quế cây không? Rồi thì thôi cũng cảm ơn chú, cảm ơn tất cả bà con. Mình cũng xin chia sẻ thêm đôi điều là những cái cây của chú á, nhiều khi không có quen nha bà con. Đôi khi giao lưu đến bà con thì đơn hàng đó rối hơi chậm. Nhà đơn chiếc thì có một mình với thằng em trai nó nhỏ nhỏ này nè, cho nên là chưa có quen với cái hình thức là giao lưu, cho nên là nhiều khi gói hàng không kịp, chậm trễ thì bà con cũng thông cảm ha. Mọi chi tiết bà con cứ liên hệ với số điện thoại phía dưới màn hình để gặp trực tiếp của chú hoặc là sự hỗ trợ của con chú ha bà con. Nhiều khi Zalo chú cũng không có rành nữa. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều, hẹn gặp lại bà con những clip khác nha bà con. Vườn của chú thì cây giống thì rất là bao la, bà con nào yêu mến cây to có, cây nhỏ có luôn. Rồi chào chú, đây chú Thừa rất quen thuộc.